Tạm đình chỉ công tác 3 cảnh sát giao thông bị tố lăng mạ đánh tài xế vi phạm. Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tạm đình chỉ công tác 3 cảnh sát giao thông để làm rõ việc có hành vi lời nói không đúng mực với dân. Ngày 3 tháng 12, trao đổi với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho biết đã tạm đình chỉ công tác tại đơn vị, không phân công nhiệm vụ tuần tra kiểm soát với 3 cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện để thanh tra Công an tỉnh xác minh việc 3 cán bộ này đã có hành vi lời nói không đúng điều lệnh cảnh sát nhân dân. Cũng theo vị lãnh đạo, 3 cán bộ nói trên đã làm bản tường trình sự việc, người lái xe vi phạm cũng đã nhận lỗi của mình, không thắc mắc, không khiếu nại gì và đã gỡ clip về vụ việc. Trước đó vào 10 giờ 24 phút ngày 29 tháng 11 trên quốc lộ 17, đoạn thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác gồm 5 cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Việt Yên phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 98C12098 đi hướng Tân Yên, thành phố Bắc Giang có dấu hiệu vi phạm quá khổ, quá tải, xe chở cây chống trần. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe Trần Văn Việt, sinh năm 1997, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác bám theo và liên tục yêu cầu lái xe dừng lại bằng loa và tín hiệu ưu tiên nhưng lái xe vẫn không chấp hành, nhiều lần chèn ép không cho xe tuần tra vượt lên. Đến đoạn đường nói trên, xe tải chuyển hướng đi vào đường D thuộc địa phận xã Việt Lập cho đến khi va vào rào chắn, hạn chế chiều cao làm phương tiện không di chuyển mới dừng lại. Quãng đường lái xe ô tô bỏ chạy khoảng 7 km. Bức xúc về hành vi vi phạm của lái xe, 3 thành viên tổ công tác gồm Thiếu tá Hoàng Anh Cường, Đại úy Tống Kiên Cường và Thượng úy Đỗ Trọng Đại đã có lời nói không đúng mực, lôi kéo, tát vào mặt tài xế Trần Văn Việt. Sau đó lái xe Trần Văn Việt đã nhận thức được vi phạm của mình và xin lỗi tổ công tác. Sau khi xảy ra sự việc trên, mạng xã hội đã xuất hiện và phát tán đoạn video dài 36 giây ghi lại hình ảnh quá trình dừng phương tiện vi phạm được cho là trích xuất từ camera xe ô tô bỏ chạy, khiến dư luận xôn xao về quá trình xử lý vi phạm của các cảnh sát giao thông. Công an tỉnh Bắc Giang đã giao bộ phận chuyên môn thanh tra, kiểm tra để làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định. Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc mẹ đẻ tổ chức bắt cóc con gái ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và đã xảy ra án mạng, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Theo thông tin mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã củng cố đầy đủ cơ sở, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và giết người xung quanh vụ án này. Và điều đáng nói ở đây đó là cơ quan công an đã xác định mẹ đẻ là người chủ mưu vụ bắt giữ người trái pháp luật và án mạng xảy ra là do mâu thuẫn trong phân chia tài sản. Cơ quan điều tra xác minh bị can Võ Thị Kim, 53 tuổi, nguyên quán Vĩnh Long là người chủ mưu vụ bắt giữ người trái pháp luật. Trần Lê Dư Thịnh, 28 tuổi, ngụ Đồng Nai, đã chết là người cầm đầu thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Con trai là Nguyễn Thành Nhật, 20 tuổi, nguyên quán Vĩnh Long, là đồng phạm dẫn đường cho nhóm người đi ô tô từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến Vĩnh Long, bắt cóc chị cùng cha, cùng mẹ khác cha là Võ Thị Thúy Hằng, 29 tuổi. Theo hồ sơ điều tra, Trần Ngoại Giao, 30 tuổi, ngụ Long Hồ, Vĩnh Long, có mối quan hệ quen biết với Chi. Giao từng thụ án tội cướp tài sản và trong quá trình chấp hành án, bà Chi có đến thăm nuôi. Mãn hạn tù, ra đến chơi nhà bà Chi rồi quen biết và phát sinh tình cảm với Hằng. Đầu năm 2020, Hằng kết hôn với Giao và tổ chức lễ cưới tại huyện Long Hồ, sau đó chuyển về Vĩnh Long, sinh sống, kinh doanh giải khát. Trong thời gian này, thì Hằng bán tài sản riêng là căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xảy ra mâu thuẫn với bà Chi trong việc phân chia tiền. Bị can Chi cũng gặp khó khăn về tài chính nên nhiều lần cự cãi với Hằng. Sau đó thì Chi quyết định thuê nhóm người đến quán cà phê để bắt cóc Hằng. Vâng, thưa quý vị, cũng theo hồ sơ vụ án, vào ngày 15 tháng 11, nhóm đối tượng mang theo súng điện, 3 cây gậy, 3 khúc, bình xịt hơi cay và soi điện đến Vĩnh Long để bắt cóc chị Hằng. Phát hiện vợ bị bắt cóc, Giao từ sau vườn đã lao ra chặn đầu ô tô và đến phía ghế tài xế, cầm cây côn, cây xôm dừa đâm và khiến cho người này bị thương. Nạn nhân sau đó đã tử vong. Giao bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự về tội giết người, có khung hình phạt từ 7 năm cho đến 15 năm. Và cơ quan công an thì cũng cho biết quá trình điều tra, nếu mà đủ cơ sở chứng minh bị can giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì cơ quan tố tụng sẽ xem xét thay đổi tội danh. Trong khi đó làm việc với cơ quan điều tra thì bà Chi nhiều lần khóc lóc, tỏ ra hối hận vì không ngờ hậu quả xảy ra lại quá lớn đến như vậy. Vâng, và thông tin về một giáo viên tiếng Anh đã nhiễm COVID-19 từ một tiếp viên mang virus khi người này cách ly ở nhà tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã gây lo lắng cho nhiều người dân. Như vậy, đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã ghi nhận tổng số nhiễm là 1.347.
Số khỏi bệnh là 1.179 và số người tử vong do dịch COVID-19 là con số 35. Vâng, vào chiều nay, Sở Y tế TP.HCM đã họp khẩn giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cũng có hướng dẫn biện pháp phòng dịch khẩn cấp đối với những người đến các địa điểm mà bệnh nhân số 1.347 từng đến, bao gồm 6 địa điểm phải liên hệ với y tế địa phương, cách ly tập trung, tự theo dõi sức khỏe. Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, 6 địa điểm bệnh nhân 1.347 từng đến bao gồm khu vực Highlands Coffee của Trung tâm Thương mại Vạn Hạnh Mall, quận 10, từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 22 tháng 11. Quán karaoke Aiku, phòng 201, địa chỉ 120 Thành Thái, phường 12, quận 10, từ 22 giờ ngày 23 đến 0 giờ ngày 24 tháng 11. Quán Ốc Phượng tại số 47 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11, từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 11. Phòng tập City Gym tại số 119 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 18, ngày 23, 24, 25 và 26 tháng 11. Trung tâm Anh ngữ Key English tại số 59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 11. Và Trung tâm Anh ngữ Key English tại số 285/24 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia dịch tễ đánh giá quy định áp dụng với Vietnam Airlines đủ chặt chẽ, nhưng tiếp viên hàng không, bệnh nhân số 1.342 thiếu ý thức gây lây lan COVID-19. Bệnh nhân số 1.342, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã lây nhiễm cho bệnh nhân 1.347 trong thời gian cách ly tại nhà. Ca lây này chấm dứt 120 ngày tại TP.HCM và 88 ngày trên cả nước không ghi nhận lây nhiễm nội địa. Và Bộ Y tế phân loại đây là ca lây nhiễm trong cách ly. Vâng, và cũng trong sáng nay thì 52 hộ dân ở đường Phạm Phú Thứ thuộc quận 6 và tòa nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình đã bị phong tỏa do liên quan đến 2 ca nhiễm COVID-19 mới vừa được công bố. Hơn 2.000 học sinh của trường tiểu học Võ Văn Tần và trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6 phải nghỉ học ngày hôm nay và chờ ý kiến chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay mùng 1 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã gọi điện thoại cho lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về ca bệnh lây nhiễm ở khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm qua và sáng nay, mưa lớn xuất hiện đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt, sạt lở nhiều khu vực tại các tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ. Mưa lũ phức tạp nên đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra khiến nhiều người gặp nạn ở Khánh Hòa. Trước đó vào khoảng 19:30 tối qua, tại khu vực suối Đồng Bè thuộc thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, ba cha con gồm anh Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1985, cháu Nguyễn Thành Trúc, sinh năm 2009 và cháu Nguyễn Ngọc Thanh Nhã, sinh năm 2012, đã bị lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ cùng người dân và gia đình tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do mưa to, nước lũ chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 4 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh Duy cách khu vực bị nạn khoảng 800 mét. Tiếp sau đó, lần lượt thi thể của hai cháu Thanh Trúc và Thanh Nhã cũng đã được tìm thấy. Các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự. Trong khi đó vào rạng sáng nay, bà Nguyễn Thị Lâm 41 tuổi ở thành phố Nha Trang tử vong do bị điện giật. Anh Trần Văn Quốc 24 tuổi ở thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh bị lũ cuốn trôi đến nay vẫn chưa tìm thấy. Tại những vùng ngập sâu, lực lượng công an thành phố Nha Trang đã triển khai các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động di dời người dân ra khỏi khu vực xung yếu. Tại hai thôn Thành Đạt và thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, gần 90 hộ dân đã được tổ công tác vận động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt các hộ dân sinh sống ngay các hẻm dốc cao và ven núi. Vừa tập trung phối hợp với các lực lượng khác vận động di dời bà con, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực di dời để đảm bảo cho bà con ở nơi an toàn, và cái địa điểm các cái nơi bà con đi, nhà cửa bà con thì anh em cũng có lực lượng tuần tra dưới để mình còn đề phòng cái việc mà mất các tài sản của bà con. Trước diễn biến mưa lũ kéo dài, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các biện pháp ứng trực 100% quân số, thường trực cứu hộ cứu nạn người dân khi xảy ra ngập lụt sạt lở. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng địa phương đã thực hiện sơ tán di dời 726 hộ với 2.574 nhân khẩu.
trong đó 676 hộ ở Nha Trang và 50 hộ ở Vạn Ninh. Chính quyền địa phương cũng đã có phương án cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ người dân, đồng thời triển khai lực lượng công an, dân quân túc trực đảm bảo tài sản cho người dân trong thời gian đi tránh trú mưa lũ.